Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp tục một số các cái bài toán liên quan đến dãy số, vẫn chưa hết, là một vài cái rất là cơ bản chúng ta phải biết biết nhé. Thì trong một tuần ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen với các cái dãy số và các cái bài toán ở trên đó. Thì cái bài toán đầu tiên chúng ta làm là cái bài toán là tìm cho trước một dãy A, cho trước bây giờ tìm xem là có một dãy B và tìm xong trong dãy A đó có cái dãy con mà giống như B không. Đó thì là thầy lấy ví dụ nhé, bây giờ thầy làm bây giờ thầy tạo ra một dãy A này. Tạo một dãy A nhé. Dãy A. Và tạo một dãy B. Như thế này. Đấy, và sau đó thì là thầy mới biệt thầy nhập thử trước rồi sau đó thầy tức bài toán này như sau là cho trước dãy A và dãy B, bây giờ tìm xem là trong dãy A đó có các phần tử giống như là B hay không. Bài toán này là có rất nhiều hay có trên trên thực tế lắm. Tức là tìm trong dãy A một dãy con mà nó trùng hệt với là B. Thầy lấy ví dụ nhá. Thầy lấy ví dụ như là 1 này, 2 này, 5 này, 1 2 1 2 1 2 6 7 1 2. Ví dụ thế nhá. Đó là cái dãy A. Dãy B này, dãy B giả sử thì cho nó là 1 2 3. Đấy nhá. Thì ở đây trong dãy A này có dãy B không? Đúng không? Ở đây không phải này. Không có, chỗ này thì không có nhé. Thế bây giờ thầy thêm, rồi thầy thêm đây một cái 3 nữa. Đấy, thì là có. Đấy, như vậy đây này. Thứ 3 là có này. Đấy thì cái bài tập này là cho trước A và B. Bây giờ phải tìm kiếm xem trong dãy A có dãy B hay không. Nếu có, nếu không có thì báo là không có, còn nếu có thì báo là có và chỉ ra chỉ ra cái vị trí đầu tiên mà chứa cái phần tử của B. Ví dụ như bài tập này nhé, bài này nhé thì là cái phần tử đầu tiên mà chứa dãy B chính là phần tử số mấy? Chính là phần tử thứ 12 này. Đấy, B là 1 2 3. Nghe thầy nói. Vậy là cái phần tử đầu tiên mà cho A nó sẽ ra B chính là phần tử số 12. Đó thì đầu bài sẽ phải tìm được cái đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ đầu bài là như thế nhé, bây giờ thầy sẽ làm bài tập như vậy. Thì thầy bài tập này thầy cho dưới dạng là một giáo viên sẽ hỏi học sinh tìm. Bây giờ thầy thay thế cái con mèo là thành 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 một giáo viên nhé. Thì vấn đề đây như là một giáo viên đây, giáo viên phải đứng ở đây nhé, giáo viên đứng đây. Đấy, giáo viên và thầy tạo ra một nhân vật nữa là đóng vai trò là học sinh đi, học sinh nhé, học sinh. Đây. Cho học sinh, cho cái học sinh này bé lại một tí cho quay sang bên này đó nhé. Rồi, cho nó bé lại. Đây thì cho học sinh nhá, để cho học sinh bé lại. Đây. Đây là học sinh này. Thì cho nó bé lại. Xếp size 50 nhá. Đấy, xin đây nhá. Bây giờ giáo viên nhá. Giáo viên vào tôi sẽ thông báo ngay là bên là em hãy tìm cái vị trí của B ở trong A có hay không. Đấy, giáo viên sẽ hỏi luôn, giáo viên sẽ xem sẽ yêu cầu như vậy luôn, đúng không nào? Sau sẽ cho ra cho sẽ làm nhé. Giáo viên sẽ hỏi đây, giáo viên sẽ dùng lệnh đây, không phải đây, đây giáo viên đây, chúng ta bảo giáo viên nhé. Đây giáo viên sẽ hỏi lệnh này đi. Các bạn nằm tắt tắt micro đi nhá, là em hãy tìm mà trong em hãy tìm vị trí của dãy B trong dãy A nhé, em hãy tìm
vị trí, vị trí của dãy B. Chúng ta đưa B vào dãy B, trong dãy A. Đó, được chưa? Để chạy thử nhé. Thì bắt đầu là như này, bắt đầu bấm lên đảm bảo này. Đấy, em hãy tìm vị trí của dãy 1, 2, 3 trong dãy 1, 2, 3, 5 như này. Đó. Thì học sinh sẽ phải trả lời là hoặc là không nhìn thấy à, hoặc là tìm thấy nó nằm ở vị trí thứ mấy. Nằm ở cái vị trí thứ 10, thứ 12, thứ 8 nhé. Đó, thì là bài tập như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ tìm một cách nào, chúng ta sẽ lập cái thủ tục để tìm. Và chúng ta làm đây thôi, cô giáo sẽ là người tìm trước, xong học sinh sẽ trả lời nhé. Rồi. Thì chúng ta làm thủ tục có tên là tìm kiếm. Tìm kiếm nhé, tìm kiếm. Tìm kiếm một đi, vì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm một vài bài toán tìm kiếm chứ không phải là một bài. Đây là cái bài đầu tiên thì phải gọi là số 1. Còn lát nữa chúng ta sẽ tìm kiếm dạng 2, dạng 3, dạng 4. Thì tìm kiếm dạng 1 là gì? Là tìm kiếm một lần thôi. Xuyên một lần và dừng lại luôn và báo luôn. Ví dụ như là B nó nằm ở cái dãy B nó nằm ở trong A nhỉ? Ở nhiều chỗ thì chúng ta tìm được vị trí đầu tiên và dừng lại luôn. Không tìm ở nhiều chỗ nhé. Bài toán tìm lần sẽ nằm ở trong tiếng Anh nữa. Bài toán số 1 là gì? Là tìm vị trí đầu tiên của dãy B trong dãy A. Thì thầy gọi đó là bài toán tìm kiếm là 1 nhé. Rồi. Thế là như sau, chúng ta sẽ phải tìm kiếm và lưu vào các cái biến nhớ để lưu cái kết quả tìm kiếm. Thì chúng ta sẽ cần hai biến nhớ chính nhất. Một là cái biến nhớ thầy gọi là kết quả đi. Kết quả, cái biến nhớ dùng để lưu kết quả của cái việc tìm kết quả nhé. Tức là kết quả bằng 0 thì không tìm thấy, kết quả bằng 1 thì tìm thấy. Rồi, cái biến thứ hai quan trọng nữa là cái biến cần đặt tên là biến là y kết quả là cái vị trí là cái vị trí cần phải tìm ra cái cái kết quả này là cái chỉ số, cái vị trí đầu tiên tìm thấy B ở trong A. Được chưa? Thì nếu mà KQ mà bằng 0 thì không nhìn thấy, thì học sinh sẽ báo là không nhìn thấy. Còn nhưng mà báo KQ bằng 1 ấy thì học sinh thông báo cái chỉ số IKQ. Được chưa? Đó, như vậy là cái thủ tục mà cái một này là cần phải tìm ra hai giá trị là KQ và IKQ. Được chưa? Chúng ta làm thử nhé. Cái làm như sau này. Chúng ta cho một biến chạy là biến K chạy từ 1 cho đến gần cuối của A. Và mỗi K như vậy, chúng ta kiểm tra xem là cái phần tử K, K cộng 1, K cộng 2 phía trước mình ấy, xem là nó có trùng với B hay không. Xem là B có trùng với A tại vị trí K hay không. Đó, cái là đơn giản lắm. Ta chỉ cần một vòng lặp như vậy thôi. Rồi, cho làm thử nhé. Đầu tiên thì đặt cho cái này là đặt là IKQ bằng 0. Nhớ. Và cái thứ hai, đặt biến số 2 là cái biến là KQ bằng 0. Thì như vậy là chúng ta sẽ tìm kiếm cho đến khi nào mà KQ bằng 1 thì thôi. Hoặc là K nó chạy hết cái dãy A. Nhớ. Rồi thì bây giờ thầy làm thêm một cái biến K nữa. Biến K là chính là cái biến chạy. Biến K là biến chạy. Được chưa? Thì bắt đầu là K cho bằng bằng 1. Đó. Và chúng ta cùng tìm kiếm. Được chưa? Đấy. Thì làm đơn giản thôi. Chúng ta cho cái biến K này chạy từ 1 trở đi cho đến bao nhiêu nhỉ? Cho đến cái vị trí là len của A trừ len B là dừng lại. Vì chúng ta với mỗi phần tử K, chúng ta kiểm tra xem là K có phải vị trí bắt đầu của dãy A mà trùng với B hay không nhé. Nhưng mà chúng ta làm như sau, chúng ta cần cái vòng lặp như sau. Cái vòng lặp là như thế này. Chúng ta sẽ đây repeat until cho K chuyển động từ 1 trở đi và lặp cho đến khi nào
cho đến khi nào mà tìm thấy, tức là k quy bằng 1 hoặc là k vượt quá cái chỉ số mà không cần tìm nữa, thì như vậy chúng ta cho đây rằng là cái lập cho đến khi gì, cho đến khi ta có cái bức thức trích là hoặc nhé, hoặc là gì, hoặc thứ nhất là k quy bằng 1. Đấy, tức là tìm thấy thì ta dừng lại luôn đây, nhưng mà k quy bằng 1 thì chúng ta dừng lại, hoặc khi mà cái chỉ số k nó vượt quá một cái giá trị nào đó thì không cần thiết tìm được nữa. Đây này, khi mà cái chỉ số k, nhớ lại nhé, k là cái biến chạy từ 1 trở đi, và với mỗi k như vậy chúng ta tìm ra cái vị trí, kiểm tra xem là vị trí bắt đầu từ k đó trên dãy A đó nó có trùng với B hay không. Đấy, thì như vậy là từ phía trước k đó nó phải đủ chỗ để cho đủ chỗ bằng bằng len của B. Như vậy suy ra đây là cái chỗ này này là k, nếu dừng lại khi mà k lớn hơn cái gì, khi k lớn hơn cái hiệu số của len A trừ len B. Trừ đi len độ dài của B, tức là khi mà k vượt quá cái này thì không cần tìm nữa, vì chúng ta sẽ tìm thì vị trí k trở đi mà, được chưa? Đó, thì đây là cái đoạn chúng ta chú ý nhé. Thì với như vậy chúng ta sẽ lập như vậy cho k chuyển động, cho k tăng từ 1 trở lên, thì với một k như vậy chúng ta bắt đầu tìm từ k. Thì khi được tìm đó chúng ta sẽ tạo ra cho một thủ tục mới nữa, phải đặt tên là tạo ra một thủ tục mới, đặt tên là tìm kiếm nha, đặt tên là file là bắt đầu từ k, có cái tham biến là k đây nhé. Thì như vậy là đây này, kia đây là một thủ tục mới nhé, là gì, là bắt đầu từ k đây này, nó bắt đầu tìm kiếm xem là từ k đó chuyển lại cho đến là từ phía trước đó của a nó trùng với b hay không đó. Thì như vậy chúng ta sẽ phải làm thêm một số biến nhớ nữa để kiểm tra nhé. Như vậy với k này, với thủ tục này chúng ta sẽ cần một biến nhớ, thì đặt tên biến nhớ là g đi, đặt tên biến nhớ dùng để là cái biến g để chạy ở trong cái thủ tục mà thứ hạ ở thủ tục này g này, và một biến nữa để mà kiểm tra xem là có tìm thấy hay không, tức là bắt đầu từ k trở đi xem là cái đoạn là k các cộng 1, các cộng 2, các cộng len a trừ 1 đó nó có trùng với b hay không, cần một cái quả nữa phụ nữa, đặt tên nữa là ok, đặt tên nữa là tìm, đặt tên nữa là g ok ha, đặt tên nữa nhé, tùy mình thôi, là cái kiểm tra đi kèm với cái biến g, cái gì này. Rồi thì ta làm như sau này, chúng ta cho g chạy từ 1 trở đi, từ 1 trở đi nhé. Chỗ này chính là cái chỗ này thì nhắc lại, cái chỗ này này là cái chỗ mà chúng ta sẽ phải tìm k đây này. Đấy, điều đây này. Đấy. Ở chỗ này sẽ phải là k này. K. Còn đây thì khác, chỗ này là cái tham số của file này thôi nhé. Đó. Yeah. Tìm cái này. Đấy. Và kết quả của thủ tục file này là nếu mà đúng tìm được thì là đưa vào cái g ok này nhé. Ở đây chúng ta sẽ gán là g ok, g ok bằng 1, tìm thấy bằng 1 thì tìm thấy, chỗ này khó một tí các bạn chú ý nhé. Tôi nhắc lại thêm là g file nhé, thủ tục file này là gì này. Thì các bạn tắt đấy nào, tắt thủ tục file này là bắt đầu tìm từ vị trí k liên tục, xem là từ vị trí k trở đi này, từ k này là các phân tử của a nó trùng với b hay không đấy, thì cứ dãy con bắt đầu từ k đó nó có giống b hay không nhé, và kết quả đưa vào cái biến là biến g ok nhá, g ok biến g là biến chạy từ 1 trở đi.
thì là nếu GOK này là bằng 1 là tìm thấy, mà không tìm thấy thì đây chúng ta sẽ phải cho di chuyển từ 1 trở đi nhé, và kiểm tra từng phần tử một xem là phần tử của A có trùng với B hay không. Nếu mà trùng nhau thì bỏ qua, còn nếu mà không trùng nhau thì dừng lại luôn và đặt GOK bằng 0 và thoát ra. Thì chúng ta làm một thủ tục nữa ở đây nhé, à, một cái lệnh nữa ở đây là repeat until đây này. Ta cho di chạy này từ một này, ta kiểm tra các phần tử dừng lại khi nào, dừng lại khi mà có phần tử đây là ta so sánh hai phần tử thành nhé. Chúng ta so sánh hai phần tử này, một là so sánh phần tử đây đây, chúng ta so sánh cái này nhé, B so sánh, các bạn chú ý nhé, so sánh phần tử thứ G của B để di chạy từ một chuyến này, từ một chuyến độ dài hết độ dài của B này nhé, và với phần tử nào ở đây, với phần tử là gì nhỉ, là nếu G bằng 1 thì bắt đầu từ K, cho nên đây sẽ phải là K cộng G trừ 1. Tôi hơi khó một tí, cậu hơi khó hiểu một tí, nhưng bạn chịu khó từ đây đợi thêm chút nhé, là hiểu ngay thôi. Đây, chỗ này này, G K cộng G trừ 1. Đây, K cộng G trừ 1. Nhầm. Ở chỗ này là K cộng G tất cả trừ 1. Đây. Đấy. Đấy. Nhá. Yeah. Tức là với mỗi K G ta sẽ cái này. Trên khi nào mà G vượt quá độ dài của B, hoặc là GOK bằng 0 thì ta dừng lại. Đấy nhé. Thế nếu gặp gần chúng ta là như sau. Thì đây khó một tí nhé. Này. Cũng là hoặc nhé. Chúng ta sẽ chuyển động, chúng ta sẽ tìm kiếm cho đến khi nào hoặc là gì? Hoặc là cái này khác nhau. Đấy. Hoặc là gì? Hoặc là G lớn độ dài của B đây. Hoặc là G lớn hơn độ dài của B. Nghe G này. G này lớn hơn độ dài của B. Chúng ta tìm độ dài của B nhé. Đây. B. Hoặc cái gì, hoặc là cái này khác cái này, hai cái này là khác nhau, tức là chúng tôi là dễ đó từ bắt đầu từ K đó không giống B, nó bằng nhau chúng ta bỏ qua, khác nhau chúng ta sẽ dừng lại ngay. Đấy. Nếu mà khác nhau thì đặt ngay gì ở chỗ này, nếu mà ấy thì đặt ngay là set GOK bằng 0 cái này, dừng lại ngay, và sau đó là trên G by 1. Không phải thế, xin lỗi. Repeat until, đúng rồi. Nhưng mà đây qua được tí nhé, tôi làm tí nữa chỗ này kiểm tra nhé. Tức là cái nôm na cái thủ tục này là gì, là đây này, ở trên này tôi nhắc lại trên này nhé, trên này là như thế này, là cho K chuyển động từ 1 cho đến khi mà K chỉ đến cuối của A, cuối của A thì
ta kiểm tra xem là tại chi cái đó có bắt đầu hay không cái dãy con của A là trùng với B. Ta đều xuống ra suy này, đều xuống suy này nhé. Thì lần như sau chúng ta cần được biến G khác chỉ từ một chỉ đi và cái lập cho đến khi gì, lập cho đến khi mà thì sự lệ một chút chỗ này cho nó hay hơn nha. Cho đến khi G hoặc lớn hơn length B thì ta dừng lại. Hoặc là G ok bằng 0 cũng dừng lại. Đấy, làm thế hay hơn. Ta sửa lại đây nhé. Đây. Sửa lại như này. Đấy. Hoặc là G lớn hơn length của B. Hoặc là cái biến nhớ G ok này bằng 0, tức là không tìm nữa. Tức là không có nhau, chúng ta dừng luôn được, được khỏi phải đi tiếp. Bằng 0 thì dừng lại. Nhé, đó. Và ở trong này chúng ta kiểm tra như sau. Okay, chúng ta làm này thì hợp lý hơn này. If, đó, if này, if hai cái này mà khác nhau thì khác nhau thì dùng cái là cái phủ định là not này, not bằng nhau thì là khác nhau. Nếu mà cái này này, phần tử này này, k cộng g này là khác, k cộng g trừ một của a khác với g của b thì khác thì ta gán thì ta gán là g ok thì bằng 0. Đấy, ở đây ta chuyển cái bên này. Đấy. Còn là ta không, nếu không thì ta sẽ trên g. G sẽ di chuyển tiếp tục cho đến khi mà vượt quá cái dãy B thôi. Đây này. Đấy. Thì đây chính là cái dãy đây chính là cái thủ tục mà tìm kiếm bắt đầu từ vị trí K. Nha. Rồi chúng ta sẽ đưa vào đây. Đây, chỗ này này, tìm kiếm nhé. K này. Thì nếu mà ở chỗ này này, nếu mà g ok bằng 0 bằng 1 ta tìm thấy thì thầy ta. Nếu tôi tìm nhé. Nếu nha. Nếu mà tìm thấy tức là gì? Nếu mà tìm thấy tức là nếu gì? Nếu cạnh vị trí K này mà bắt đầu từ vị trí K đó mà trùng với B, tức là nếu mà G ok bằng 1 thì tìm thấy, tức là nếu mà G ok bằng 1, đây chúng ta làm nhé. Nếu này G ok bằng 1 thì lập tức là gán gì? Là gán KQ bằng 1 ngay. Sẽ gán là KQ bằng 1, kết quả của tìm kiếm đấy bằng 1. Và gán tiếp tục, gán IKQ là cái địa chỉ, cái chỉ số cần tìm được ấy là bằng gì? Là bằng K. Đấy. Còn không thì ta sẽ cho K tăng lên một đơn vị. Bên ngoài này. Đó. Được chưa? Đấy, thì như vậy chúng ta từ đây chúng ta đã tìm được rồi đấy, chúng ta làm rồi đấy, nhưng mà chúng ta xong chủ đề rồi nhé, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục nhé. Thì sau khi mà giáo viên hỏi là em hãy tìm vị trí của dãy B trong dãy A, thì giáo viên sẽ ra cái lệnh là tìm kiếm và thông báo cho học sinh trả lời nhé. Giáo viên sẽ gửi một thông điệp cho học sinh, thông điệp là trả lời đi. Đây. Thông điệp là trả lời đi chẳng hạn. Đấy nhé. Thì học sinh trả lời thôi. Học sinh đây. Học sinh sẽ trả lời như này. Học sinh nhận thông điệp thì sẽ trả lời như sau. Trả lời là nếu mà KQ bằng 1 thì thông báo cái là tìm thấy. Còn nếu không thì báo không, không tìm thấy nhé. Đây. Thầy cho em xem lại cái đoạn code lúc nãy thì phải. Đây. Đoạn lệnh nhé thầy. Cái này đấy gì? Đây là tìm kiếm nhé. Tìm kiếm nhé. Còn cái này là chỗ này này là với mỗi ca là thủ tục xem là bắt đầu từ ca đó là cái dãy tiếp dãy từ thôi. Là có giống là có phải trùng B không nhé. Đấy. Để đưa đây để nhìn cho dễ này. Đó. Nhé. Đấy. Đây cũng là tìm, đấy là tìm kiếm, nhưng cái này nó có chỗ này là thủ tục con có kia tham số là K. Đấy.
được chưa? Thầy chuyển sang đây, thầy làm cho con xem, thầy cho con xem lại như này nhé. Đây. Khi mà học sinh nhận được trách nhiệm này thì học sinh sẽ kiểm tra luôn nhé. Nếu như mà KQ bằng 1. Đây, nếu mà KQ là bằng 1 nhé. Kết quả là đúng ấy. Thì thông báo như nào? Còn không thì là cái gì? Nếu không thông báo là không tìm thấy. Đây là không tìm thấy này. Không tìm thấy. Nhé. Còn ở đây thì là có này. Thì là tìm thấy và thông báo tìm thấy tại vị trí này. Tìm thấy tại vị trí tìm thấy rồi. Tìm thấy tại vị trí. Vị trí gì nhỉ? Vị trí là IKQ. Tính đây nhé. IKQ bằng 1 thì thông báo là tìm thấy tại vị trí KQ. Còn nếu mà là IKQ, còn nếu mà KQ bằng 0 thì là không tìm thấy. Đấy, bây giờ chúng ta chạy thử nhé. Đây, thông báo này. Ồ, chúng ta sẽ sai điều đó đấy. Kiểm tra xem không thấy là sai nhé. IKQ được kiểm tra xem nào. Đâu, quay lại bên này. Vậy thì làm hơi bị chắc sai, đúng không? Bài của chúng ta là như này nhé, là A là như thế này. A là đây này. B là đây nhé. 1, 2, 3, có nhờ nó phải, đáp số nó phải là 12 mới đúng này. Nó, ta nhìn trước đáp số rồi nhé. Bài này phải ra đáp số là 12 mới đúng, không phải 12 thì là sai. Chắc là đâu sai đâu đó, thì kiểm tra một chút nhé. IKQ đến là bằng 0, không đúng này. KQ của nó là bao nhiêu? Không đúng là dài. Thì kiểm tra lại này. Đấy, kiểm tra lại nhé. Bằng 0 nhé. Green Maverick, are you ready? Nào, kiểm tra xem sai chỗ nào nhé. Đây. File này. Đây là tìm kiếm này. Cho IKQ bằng 0 này. KQ bằng 0 này. Đúng rồi này. K chỉ từ 1 tăng dần này. Tăng dần cho đến là len A trừ len B thì dừng lại này. Nhé. Và dừng lại khi nào? Khi IKQ bằng 1 thì cũng dừng lại. Khi tìm thấy thì dừng lại luôn. Đầu tiên bằng 0 mà. Thì sau đó ta sang cái lệnh là tìm K. Kiểm tra. Kiểm tra này đúng rồi này. Và kiểm tra như sau, kiểm tra xong nếu mà G OK bằng 1 là tìm thấy thì đặt KQ bằng 1 và set IKQ bằng K. Chỗ này là hoàn toàn đúng. Vậy chỗ này là không sai. Bị sai nằm ở đây. Thì kiểm tra một chút xong sai nằm ở đâu nhé. Đây, kiểm tra lại cái này này. Nào, kiểm tra lại nhé. Bắt đầu từ vị trí K. Kiểm tra xem là các bạn tử tiếp bắt đầu từ vị trí K nó A nó bằng B hay không. Nhá, đây. Cái tàu di chuyển từ 1 trở đi này. 1 mà tăng lên 1 đây. 1 G cho đến khi mà G lớn hơn length của B. Hoặc là G OK bằng bằng 0. Chứ phải bằng 0. Vì trên đây bằng 1 mà. Cứ khác nhau thì cứ khác nhau thì đã dừng lại luôn. Đấy. Cứ khác nhau dừng lại luôn. Ở đây là phần tử thứ G đây. K cộng G trừ 1 của A bằng với của B đây là bằng phần tử thứ G của B đây là đúng rồi. Thì ta nếu mà not từ nếu mà nó khác nhau, nếu khác nhau thì là đặt G OK bằng 0. Bằng 0 thì là dừng lại luôn, coi như nó không bằng nhau. Đây đúng rồi. Ta trên KQ. Kiểm tra một chút xem nó sai ở đâu nhé. Cái đây là kỹ thuật gọi là debug ấy, phần mềm thôi. Thì kiểm tra một chút cái K gì OK cái K nhé. K đúng bằng 12 rồi đấy, chạy thử nhé. K 12, K dừng lại đây đúng rồi này. Cái OK này bị sai này. Thầy kiểm tra một chút cái G này. G nó bằng 2. G bằng 2 thì nó bị dừng lại. Mà G OK nó bằng 0.
Thì đấy đâu nhé. Không tìm thấy gì bằng 2. Nào, chúng ta cùng kiểm tra một chút nhé. Như vậy chỗ này là sai chỗ gì, sao gì dừng lại dừng chỗ 2, số 2 này. G dừng lại phần từ cuối cùng. Chưa hết, B đã dừng lại rồi. Ngang của B đây. G K là bằng 0. Trên G ở đây. Đúng. Thầy nhớ lại cái thủ tục này là cái nghĩa sau nhé. Là nó kiểm tra bắt đầu từ K xem là các vật tử tiếp theo đó nó có là của A trùng B không. Nếu trùng nhau thì đặt GUK bằng 1, còn không trùng nhau thì đặt bằng 0. Thì ta đặt đầu tiên ta đặt là bằng 1 trước. Đây là đây giờ chỉ là 1 trước mà kiểm tra vật tử tiếp theo nó hai bên mà nó A mà bằng B ấy, khi tăng lên mà. Đầu tiên là với GUK 1 thì đây nó là K. G bằng 2 là K cộng 1 và cộng 2. Nhưng mà nó khác nhau thì chứ toàn không bằng nhau thì ta cho G ta quy bằng 0 luôn và dừng ở luôn đây, dừng ở đây luôn nhé. Còn đặt chuyện xem nó sai chuyện nào. Nhiều khi nó rất là đơn giản thôi mà tìm mãi không ra cái lỗi của nó. Thầy kiểm tra một tí nhé. Thầy cho em xem đoạn code của Danny được không thầy? Đây đơn giản mà. Chúng ta cần hai bên nhớ này thôi. Thầy kiểm tra cùng các bạn đã kiểm tra cho nó đúng rồi nhé. Xinh cơ. Để đợi thêm chút thầy cùng các bạn kiểm tra cái này. Thì sao nó lại không đúng, không ra kết quả, không phải ra được đúng đây này. 1, 2, 3 nằm ở đây này. Đấy. 1, 2, 3 nằm ở đây này. Nó phải đáp số, nó phải là 12 mới đúng. Tức là thoát ra chỗ này là GOK thì bị là không bằng sai, cho nên nó phải 1 mới đúng đây. Chỉ lại nhé. Toàn là khi thoát ra đây. Để đợi thêm một chút. Bây giờ thầy sửa cái B đi một tí nhé. Thầy sửa, thầy xóa đi cái này. Thầy kiểm tra nếu là 1, 2 nhé. 1, 2 thì nó phải tìm ngay ở vị trí 1 luôn. Như vậy lên với 1, 2 thì là đúng đấy. Nó xài ở chỗ cuối. Bây giờ thầy thử là 1, 2, 5 nhé. 2, 5, cứ phải thử xem như thế nào. 1, 2, 5 nhé. Nó vẫn phải là 1. Số nó vẫn là 1. Thử tra một tí nhé. À, chỗ này là bị sai rồi này. Nhưng mà là cứ tới G bằng 2 là bị lỗi. Nó không kiểm tra đến cái ba này. Sao thêm nó thêm vào sao nhỉ? À không phải. 23 đúng rồi. Như vậy là chuyện là với là như vậy với ba phần b ba phần tử ta bị sai, ta kiểm tra một chút nhé. Năm k bằng 2 chỉ bằng 4.
Đúng. Như vậy là vừa trường này vẫn đúng nhé. Trường này vẫn đúng, nhưng mà trường này thì bị sai. 23 thì bị sai. Như vậy thì làm nguyên tay thì kiểm tra một chút nhé. Ở đây này. 23 thì bị sai. Đấy. Nhưng mà thầy hiểu rồi, thầy đang tìm xem nó sai ở chỗ nào thôi mà. Thế là dịch đoạn cốt thêm một kẹo nào. Sao 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 sao? Dịch đoạn cốt lên một kẹo nào. Bây giờ nhìn rõ chưa? Để thầy kiểm tra một chút thôi, xem là vì sao nó sai ở đâu. Như vậy là với B, B mà nằm ở trên thì nếu mà B để nó tìm nó bên trong thì thấy rồi, nó đến nó phía ngoài thì tức là B nằm sát phía cuối của A thì nó bị lỗi. Để thầy kiểm tra xem lỗi nằm ở đâu nhé. Mà chỗ này là cũng là đúng rồi chứ không sai. Thầy ơi, ơi đưa cái K ở trên cái định nghĩa phi làm chi thầy? Cái gì cơ? Cái K ở trên định nghĩa phi làm chi thầy? Là cái kiểm tra sẵn tại vị trí K này, tại vị trí thứ K của A, thì cái dãy tiếp theo đó nó có trùng với B hay không? Sao con thấy trong đoạn cốt không có? Đây đây, kiểm tra đây gì nữa. Nhớ đây là K đây này, di chạy từ 1 trở đi này, từ 1 cho đến đúng độ dài của B này. Độ dài của B là 3, di chạy từ 1, 2, 3, đúng không nào? Với mẫu duy như vậy thì ta kiểm tra từ K, ta phải cho là K cộng di trừ 1 ở đây này. Đấy, trừ 1 ở đây này. Và kiểm tra xem từ này này có trùng với B hay không này. Đấy, nếu mà không trùng thì dừng lại ngay, thì coi như là lỗi, là cho thì cho di OK bằng không ở đây luôn. Đây này, OK bằng không ở đây này, đó, bằng không ở đây và chỗ này lặp lại chỗ này là dừng lại ngay. Đấy. Thầy ơi, con thử làm thì hình như là 1, 2, 3, số 3 hình như là không thấy, tại vì hình như nó đứng ở cuối. Còn ví dụ con thử là 1, 2, 6 là ghi là ở vị trí số 8. Là như có ở trong cái dãy nó ở giữa những cái số mà ở trong. Ừ, vừa thế thì đang đang kiểm tra lỗi chỗ nào mà. Tức là nếu mà cho B mà nằm ở giữa ấy, thì đúng rồi đúng không nào? Nhưng B nằm ở cuối thì lắm lỗi nằm ở cuối. Tức cái B này nó nằm ở trong giữa này thì đúng đúng rồi. Bây giờ thầy thử bây giờ cho B ở đây nó là 1, 2, 5, 1 chẳng hạn như 1, 2, 5 này. 1 này cái đây. 1, 2, 5, 1 này thì làm được ngay, thì ra ngay là vị trí 1 ngay. À cũng bị lỗi này, kiểm tra lại nhé. Ủa, chưa thấy chưa ghi đây 1, 2, 5, 1 đúng không? Đấy. 1, 2, 5, 1 thì ra ngay vị trí 1 đây đúng rồi này, nhưng mà B nó nằm ở cuối thì bị lỗi đấy. Bên mà tôi đang tìm xem là lỗi nằm ở đâu thì kiểm tra cái lỗi này nữa là tế nhị một chút. Đây này, 1, 2, 3 đây này, phần từ cuối của A là 1, 2, 3 nhé, phần từ cuối của B thì để là 1, 2, 3 này nó bị lỗi, nó không thấy chứ mày này. 1, 2, 3. Đấy, 1, 2, 3 nhé, 1, 2, 3 này. Thế thì đang thử ví dụ mà. Rồi, thế được các bạn đã thêm một tí thì đây tôi kiểm tra ngay mà, thì kiểm tra ngay thì vì sao nó như vậy? Chắc nó có một cái gì đó mà mắc mớ đây gì đó mà thì không để ý chỗ này thôi. Vì sao nó lại lỗi chỗ này? Đấy, không tìm thấy này. Si nó bằng gì nó không chuẩn, nó không nó dừng lại đây, nó dừng ngay là ngay ở vị trí này, vị trí 2. Và cái gì OK này là
sao là khác ngay, khác nhau ngay nhỉ? J bằng 2 thì về nguyên tắc J bằng 2 thì nó ở đây này, 1 này, 2. Kiểm tra lại cái A nhé. Một, hai này. K12 này, thì J bằng 2 là nó ở đây này. J bằng 2 nó ở đây rồi thì là J ok nó bằng 0 là đúng rồi này. Nhưng vì sao J lại ok nó bằng 0 thì là sai chỗ này này. Chỗ này là nó phải 1 thì mới đúng này. À, thật đấy các bạn đã thấy đây một chút thôi. Này nó rất đơn giản thôi nhưng vì nha yeah. Thấy một chút thì ra ngoài này kiểm tra một chút này. Đây, đây là k cộng j này trừ một nhé. Nếu mà phần tử này của a mà bằng b và đây là not vậy là không bằng nhau, không bằng nhau thì ta xét ok bằng không. Khi xét cái này rồi tức là thoát ra ngay luôn, đề thoát là thoát ra ngay này. Y lớn hơn len của B này, Y chuyển Y bài 1 này, Y từ 1 trở đi này. Bên này không ảnh hưởng gì cả, bên này là đúng hoàn toàn. Bên này này, cứ chỗ này bị lỗi chỗ này thôi. À, trời ơi, bị sai, biết cái bạn sai chỗ nào không? Ôi giời. Đấy, đấy là bị nhiều khi cái tòa nhập ma là bị lỗi đấy, thì bị lỗi rồi đấy, cứ nhiều khi là quyết định cho đầu định làm việc gì mà không một chung vào kem các cháu biết là sai đâu chưa, thầy thì mà lỗi tại thầy cho tại ai nhé. Đây sai chỗ này này, sai chỗ k này không phải không phải là cái k này nhé, k này là phải lấy từ đây xuống đây. Đấy thì bỏ cái này ra. Sai chỗ này này. Đấy. Thằng nào cũng ngồi chỗ đấy là mình làm đúng hết rồi. Bây đúng rồi đấy, bây giờ thì chắc là đúng rồi đấy. Nhá, tìm thấy đây. Ô, vẫn bị lỗi à? K cộng J thì còn chỗ nào thì còn thầy còn mắc mới chỗ này không nhá. K cộng J trừ 1. K không tìm thấy nhưng mà vẫn bị sai à? Thầy kiểm tra lại một chút nhá. J này vẫn bằng 2 này, J ok bằng 0 này, và K vẫn là 12. Vẫn không thấy. Thế nhìn ra lỗi rồi mà, lỗi chương trình rồi mà vẫn không thấy nhỉ. À, hoàn toàn đúng. 1, 2, 3 đây, nó phải ở cuối này. Không thấy. Guys, it's Bloom here. And today I'm in my mom's closet. Yes, look at my mom's closet. Thì các bạn tắt video đi nhá. Hacker bạc các bạn. Wow. Đây. Diên ơi. Các bạn đợi thêm một chút thôi. Thật ra thì để cái này nó không có hiểu gì cả. Để ca kia nó không hiểu gì cả. Cái này nó sẽ đúng hơn, hợp lý hơn. Tính mà ca ở đây mà. G K cộng J trừ 1 ở đây. Vẫn bị lỗi đó các bạn ạ. Nó không chạy đến cuối cùng của B. Nên là J này. J đây đúng không?
Thầy cho em xin quan cốt của học sinh được không? Học sinh có gì đâu, cái này có gì đâu. Để thầy cùng các bạn ra cùng nhau gọi là kiểm thử chỗ này xem sao nó lỗi. Chỗ này hay đấy, cái cây này hay đấy. Rất đơn giản thôi nhưng mà không sao lại không lại là chưa ra được. Nó phải rất là dễ cơ. Nó rất là đơn giản. Thực toán đúng hết rồi, chỉ nhầm một chỗ nào đó thôi. Cứ tưởng là tìm rồi, hóa ra là vẫn chưa. À đây, à không đến đây luôn, đi là gì, ok. Không vấn đề gì. Đây là cái này, gì, ok là cái kia. Thầy, có khi nó sai ở chỗ học sinh. Vâng, không. Thì học sinh là sau khi trả lời rồi thì nó mới đấy mà. Khi mà thầy xong cái này rồi thì nó mới trả lời. Kiểm tra một chút cái kết quả. Quả là bằng không. Mà không hết thì để thầy kiểm tra đi. Để thầy cho cái B này nhá, để cho cái B này thì cho cái B này là 10 chẳng hạn. 10. Sẽ nó báo gì nhé. Bạn nào cứ thích nhất cứ bật lên nhỉ. Bạn Hồ Khánh Đáng ấy. Như vậy là với nàng chuyện này thì vẫn đúng rồi, không có gì cả. Nhưng mà chỗ này vẫn sai, chỗ này là đúng là chỗ này là sai như này. Nếu mà K12 thì là G như vậy, G như mà chạy đến tận đây cơ. G như phải bằng 3 thì mới đúng, G phải bằng 3 thì ok bằng 0 mới đúng. Nhưng G bằng 2 nó dừng lại thì chứ toàn nó mới sai ở đâu đó. Vẫn sai, sai chỗ nào đó. Thế thử thì làm tiếp thử ở đây nhé, thì đây là 1. Thế đang thử, theo thử dữ liệu. Đang thử dữ liệu này nha. Thì đến nó phải K, nó phải là 11. 11. G vẫn bằng 2. G vẫn bằng 2. À, như vậy là lỗi chỗ này đấy. Thì đang bỏ lỗi. G nó không tăng lên 4. Nó phải tăng lên đây. G bằng 2 dừng lại ngay. Và G okay bằng 0. Suy ra là chỗ này là G bằng 2 ở đây. Chứ tỏ là với 1 là nó coi là khác luôn rồi. À, G bằng 2 thì chứng tỏ là ngay ở chỗ này là máy nó báo là khác rồi. Như vậy là sẽ ra lỗi rồi, có lỗi nằm ở chỗ cái bộ dữ liệu này. 12 này. Nè, để kiểm tra lại một chút này. I don't know. Bạn này nha, các bạn tắt đi nha. Đấy, nhưng mà là chỗ này hóa ra là nó ở ngay sang ngay ở chỗ nào, ở chỗ đầu này này. Ngay chỗ đầu này là bị sai rồi này. Lớp mình qua thế là cô lớp mình qua thế là đeo không? Không có đúng không?
Vậy chúng mình là chỗ này nó sai ngay chỗ này, nhưng mà nó chưa tìm được cái lỗi. Có đẹp vậy. Như vậy là g bằng 1 là nó sai ngay rồi. Là dừng lại ngay đây ở đây rồi. Không bằng rồi, đây b bằng 1 đây. À, đây là k bằng 12. 2k bằng 12. Chia bằng 2. Đây là G đúng không? Đây là G ok đúng không? Khi mắt nhìn khi mình kiểm tra một chút rằng lệnh bị lỗi gì không? Repeat dừng lại khi mà G ok bằng 0. Hoặc G vượt quá độ dài của B. Đúng hoàn toàn nhé. Kiểm tra lại cái này một chút nhé. Xong này đúng là not đúng không? Not đúng không? Not phần tử này của A bằng nếu bằng nhau thì ta bỏ qua, nếu không bằng nhau thì ta mới đặt cái này bằng không, bằng nhau thì bỏ qua, hoàn toàn đúng. Một hai ba để gặp dữ liệu thôi. Nha. Hôm nay hơi có nhiều, hôm nay thầy hơi bị sao mãi này là không ra cái lỗi nào cả. Hay là chúng ta về nhà làm trước cái bài này nhé. Không thì mất thời gian quá. Tức là bài này ý hôm nay thì muốn là thầy đây là bài 1. Bài 1 là cái bài là tìm một lần. Tức là cho hai dãy A B, bây giờ tìm xem là dãy B nằm trong dãy A hay không. Nếu có thì dừng lại luôn và thông báo luôn là tìm ra vị trí. Còn cái bài số 2 là tìm nhiều lần, tức là dãy B nằm trong A nhiều chỗ thì ta chỉ ra thông báo rằng là B nằm trong A 3 lần hay 2 lần hay là 3 lần. Đấy, cái bài số B là cái bài B là bài như vậy là khó hơn. Khó hơn theo nghĩa nào khác, khó hơn. Thôi được, biết cái bài này phải qua, bài này phải qua được thì hai bài kia rất là dễ. Nhưng mà này chưa qua được thì chưa qua được hai bài kia. Thì xem có nhiều khi tổ hỏa nhập ma, nhiều khi nó rất đơn giản thôi mà không để ý nhé. Trên G bay 1 ở đây. Vì sao đây nó không, nó chỉ G chạy 2, đúng rồi nó chạy nữa này. Vì sao G là 1 thì là G ok được bằng 0 ngay thì là sai. Chứ này nó phải là 1 mới đúng. Đấy, vẫn bị lỗi ở chỗ này. Đấy. Ừ. Các bạn có hiểu chú là vì sao là k cộng g trừ 1 không nhỉ? Mình biết vì sao không nhỉ? Vì là với k bằng với g bằng 1 nhé, thì là ứng là phần tử là ak, cho nên là phải trừ 1 đi thì nó mới đúng, để đúng là trừ 1 không? Đúng không? K cộng g trừ 1 hoàn toàn đúng, không biết là sai cả. Đưa vào đây bằng, nếu mà không bằng thì dừng lại ngay, đi gây bằng không dừng lại ngay. Còn nó chuyển đến cuối cùng, chuyển đến cuối cùng mà luôn 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 bằng thì nó sẽ dừng lại, và khi đó GAQ nó sẽ bằng 1.
thì đúng, vẫn hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Đấy, như vậy chúng ta chỗ này thầy từ từ lẹ một chút nhé, kiểm tra lại một chút. Ở đây nếu mà số này là số 5 thì nó vẫn đúng. Này kiểm tra nhé, 5 thì vì sao 5 đúng, mà vì sao lại 3 thì là 3 thì là sai, 5 thì đúng, kiểm tra nào. Đấy. Như vậy là với là 5, với là số là số 5 nhé, thì ta chạy đây là k chỉ lên 2 thôi là được rồi. K bằng 2 thì g nó bằng 4, tức là đúng, chạy g 1 2 3, và đặt cái này bằng các cái bằng 1. Như vậy là với trường hợp mà b như này là đúng hoàn toàn. Đó, chạy đây là chạy được rồi đúng nhé, 1 2 5 chạy được. Nhưng mà khi sao là khi mà nó ở cuối cùng thì nó bị sai, 1 2 3 thì lại bị sai. Thì đang tìm hiểu chỗ này hơi tự nhiên cảm thấy khó hiểu quá, tại sao khi chạy đến cuối dãy thì lại bị sai. À, có khi nằm ở đằng kia. Đây. Thôi thầy, bỏ qua bài khóa đi thầy. Nãy giờ mất thời gian quá thầy ơi. Ừ, thầy biết rồi. Thầy mất thời gian thì ấm luôn quá thầy. Hôm nay mình xin lỗi các bạn, thầy là mất các bạn. Thì các bạn đợi thầy một chút thôi. Đang tìm sắp ra rồi. Như vậy là chỗ này là đúng, là như vậy là với B là thay B đi một tí là nó vẫn đúng. Như vậy nó sai ở vị trí lên ở cuối của A thì nó mới sai. Khi mà cái B nó nằm ở cuối A thì nó dừng lại sớm quá. K bằng 12, G bằng 4. My foot! What can I do right now? Bạn đã thử thêm chút nhé, thầy kiểm tra xem sao lại sai chỗ này. Gì bằng đây này, K 12 G bằng 2, hai ngay cộng nhau thì bằng 14, đúng bằng cái độ dài của A. À, thầy sửa đi một chút ở đây nhé. K bằng 12. Saved A. Bạn đợi thêm chút thôi, thầy đang đợi thêm một chút. Thầy cảm giác là sai ngay chỗ này này. K nhé. Thầy kiểm tra một chút K này. G này.
Đây này, nếu mà k bằng 12, g bằng 1, g bằng 12, thì ở đây nó bị dừng lại ngay này. Tức là k đây nó không vượt quá là bao nhiêu, là không phải là a trừ b mà phải là a trừ b k. Đây k được phép là lớn hơn là len của 14 trừ 3 là 11. Chỗ này là phải này, k phải lớn hơn là len a trừ b trừ 1 thì đúng hơn. Cộng 1, đúng không? Chắc là sai chỗ này đây. Đây là thầy sửa một chút nhé. Thầy được các bạn đợi thầy một chút thôi. Nó nằm ở chỗ này. À, đây là chỗ này. Mình nghe tinh vi lắm các bạn ạ. Ở chỗ này này. Không chưa nào. Ô, bay đâu mất rồi. Ở đây đúng không? Đây nằm ở chỗ này này. Đấy. K là dừng lại khi mà K lớn hơn là a trừ b là cộng 1 nữa cơ. Phải cộng 1 về nữa nhé. Ở đây thì có cái cụm ở đây. A cộng b là a trừ b cộng 1. Đây. A trừ b tức là cộng 1. Đấy. Đây, thầy biết thử xong có đúng không nhé. Đấy, bị đúng này. Ôi giời, bây giờ là sai chỗ này các bạn ạ. Sai chỗ này này. Ở chỗ này không phải là k nó chỉ mà vấn đề là k nó phải lớn hơn là a trừ b cộng 1 mới đúng. Còn nếu mà ta đưa để là a lớn hơn k trừ b thì nó không đủ sức để nó chạy đến cái mức độ là dừng lại luôn. Đấy, thầy bia đúng rồi đấy. Bia phải cái này mới đúng này. Đấy, nhưng mình thấy đã tìm lỗi hoàn toàn rồi nhá. Bia thầy làm lại bài này này. Cho các bạn xem nhé. Đó, như vậy là gì? Đấy, tôi mất thời gian quá, không sao mà thầy dễ bộ một tí cho các bạn nhé. Mà việc số toán không thay đổi, chỉ là ta nhầm chút chỉ số thôi. Là như này nhé. Tức là chúng ta như sau, chúng ta cho cái biến k chạy từ 1 cho đến cái vị trí là len a cộng b. Len a trừ b cộng 1 vượt quá cái đó thì mới dừng lại, còn cái đó vẫn cái phần kia, cái vị trí cuối cùng là len a trừ len b cộng 1 thì từ đó trở đi vẫn còn đủ phần tử để ta kiểm tra nốt cái b nữa, cho nên là chỗ này là phải lớn là hoặc là k lớn a trừ b cộng 1 mới đúng đó. Còn đây vẫn đúng, đây vẫn là kiểm tra cái phần tử thứ k, tại phần tử thứ k kiểm tra xem là các phần tử tiếp theo đó có trùng với b không. Thì đây chính là d thực trùng. Đây vẫn đúng, hoàn toàn là đúng không sai nhá. Đây. Chúng ta kiểm tra là bắt đầu từ k thì các phần tử tiếp theo của a nó có trùng với b không? Đấy, thì chúng ta trả lời như sau, nếu mà có trùng thì g ok bằng 1, còn nếu không trùng thì g ok bằng 0. Đấy, như vậy ở đây kiểm tra từ một từ k, nếu mà g ok bằng 1 là trùng thì lập tức là đặt là kq bằng 1 để dừng lại ở đây, và yqq bằng k thì vị trí bằng nhau. Đó. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta vừa làm bài này nhé. Nhưng mà bài này nhắc lại bài này là như thế này. Đây. Thông báo đây này. Bất kỳ. Vì là bây giờ hoàn toàn đúng rồi nhé. Hoàn toàn đúng rồi. Bây giờ như thế này. À, bây giờ thầy sẽ thử lại một ví dụ khác các bạn xem nhé. Thầy để ở đây là. Thầy sửa lại một chút thôi. Ở đây thầy để là. Ví dụ thầy để đây là. 53. 53 nhé. Rồi thầy sửa cái bên này là 53. 5. Ở đây thầy sửa là 3. Đấy, còn đây là không có gì. Đấy. Thì máy nó sẽ 7. Nhưng mà ra cái đáp số là 13 thì mới đúng nhá. Kiểm tra xem nào. 13. Đấy, nhưng mà bị là chính xác rồi nhá. Bây giờ thầy sẽ lưu cái bài này lại. Hôm nay là buổi thứ 6 nhá. Lưu lại một tí nào. Hôm nay là đây là bài béo đang của chúng ta này. Này là B6.
16 là dãy, vẫn là dãy số nhé. Cái bài đầu tiên là bài đây là bài tìm kiếm đúng không? Tìm kiếm dãy con. Nhưng mà là một bài đầu tiên. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ chúng ta làm sang bài số 2 nhé, của bài hôm nay nhé. Bài của hôm nay là như thế này, chúng ta sẽ cho chữ AB như thế này. Nhưng mà bây giờ không phải là tìm xem là vấn đề thì xem là B có nằm trong A hay không. Nếu mà có thì nằm trong A bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần đó là không trùng nhau, là không trùng nhau. Ví dụ như này nhé. Đây, ví dụ là đây, thầy sửa chúng ta, thầy sửa B chúng ta đây là 1 và 2 nhé. 1 này, và 2 nhé. Đây này. Thì B lặp trong A mấy lần nhỉ? 1, 2 là 1 lần này. 2 lần này. 3 lần này. Và 4 lần. 4 lần. Vì vậy, như vậy, những cái bài này mà, tức là ta tìm, ta máy phải báo là gì, là có B trong, tìm B có nằm trong A, trong A là 4 lần. Đấy. Chúng ta phải chú ý nhé, như vậy bài này là bài, đây là bài tìm kiếm số 2. Thì bây giờ thầy sẽ tạo ra một thủ tục thứ hai để thầy làm nhé. Thầy lưu lên là cất đây này. Cái này này, cất đây nhé. Thầy tạo ra một thủ tục mới là tên là tìm kiếm 2. Tìm kiếm 2. Tức là cái bài tìm kiếm 2 này là mà không phải tìm ra một lần mà chỉ sai vị trí, mà cần phải hỏi xem là cái dãy B đó nằm trong A là bao nhiêu lần. Và như vậy là đấy là không trùng nhau, tức là không đè lên nhau, không đè lên nhau đó nhá. Như vậy tìm kiếm lần thứ hai là như thế nào, cái làn mà tương tự như là bài lúc nãy, chỉ khác là ta chú ý ra đếm cái đếm thôi. Thì bài này chúng ta như sau, thì chúng ta sẽ có một cái biến đếm để kiểm tra xem là đếm gặp đếm bao nhiêu lần. Thì chúng ta tạo một cái biến nhớ mới đặt tên là CKQ là biến đếm, C là biến là cao là đếm nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái này sang này, thôi copy cái này sang, vì nó gần giống nhau. Đó. Bây giờ chúng ta làm cái KQ 2 nhé, là tìm kiếm 2 nhé. Cắt cái này, cắt cái chỗ này. Rồi tìm kiếm 2 nhé. Đây tìm kiếm 2 đây. Thay nó vào đây. Là về như cũ. Ở những khác biệt là ta kết quả ra sẽ là như sau, là hai biến nhớ là biến KQ và biến là CKQ. Đây CKQ. Đây. CKQ là biến đếm. Là KQ là bằng 0 và 1, thì nếu mà là 1 thì là không. Chúng ta làm bài này là như sau, cứ biến KQ thôi, KQ là kết quả là số lần, thì ta bỏ qua đây, không cần cái biến này. Mất thời gian cái này, ta bỏ đi nhé, delete cái này này, cần biến KQ thôi, KQ này là cái biến đếm luôn, KQ bằng 0 tức là không nhìn thấy, KQ bằng 1 thì thấy 1 lần, KQ bằng 2 thì thấy 2 lần, KQ chính là số lần tìm thấy, được chưa? Rồi, cái làm như sau, cái làn mà chúng ta sẽ tìm từ đầu đến cuối, nhé, và chỗ này không cần nữa, ta bỏ cái này ra, chỉ cần tìm cái này thôi. Phần thiên cái này thôi. Đó. Không cần cái này nữa nhé. Đấy. Cái làm như sau này. Đây này. Các bạn chú ý nhé. Vẫn là đây này. Vẫn là tìm đây này. Cho K chạy từ 1 đến cuối của dãy A. Gần cuối dãy A. Đến vị trí nào mà ta không tìm được nữa thì ta dừng lại. Chính là vị trí này. Mà lỗi tôi mới thấy là sai đấy. Là phải là len A trừ len B cộng 1 thì mới đúng. Rồi. Thế bây giờ ta tìm như sau nhé. Bắt đầu tìm từ K này. Nếu tìm thấy này. Đó. Thì không phải đặt như này. Ta bỏ cái này ra. Nếu tìm thấy thì ta trên K. Trên ta Q by 1 là tìm thấy. Đó. Nếu tìm thấy thì trên Q by 1. Và chúng ta sẽ... và sau đó chúng ta sẽ phải, thì bây giờ chúng ta sẽ phải chuyển K lên trên. Đấy, chúng ta sẽ phải trên K chỗ này này. Trên K, vì chúng ta tìm là không, tìm thấy rồi.
thì chúng ta không thể lặp lại, chúng ta sẽ phải đẩy ca ra bên ngoài để ta chuyên ca bay gì bay len b để bảo đảm là cái việc tìm đó nó không trùng với nhau. Đây những cái bài này, cái này là tìm kiếm, cái bài này là làm như sau này, cái bài này là tìm kiếm số lần b trong a nhưng mà không trùng với nhau, không trùng nhau. Đây là cái comment để ta hình dung của tôi nhé, ta đẩy comment lên đây để dễ nhìn này. Đấy nhá. Đấy thì ở đây chúng ta phải chú ý nhé là cái này này. Đây này, nếu mà tìm thấy thì ta sẽ phải trên KQ tăng KQ lên một đơn vị và trên K by lens B ta chuyển K ra theo đoạn của B để không lặp lại. Còn nếu không thấy thì ta đây, cái này không phải chữ nào đúng cả như này, nếu không thấy thì ta mới là thì ta chuyển K by bài 1. Đây ta chữ này phải làm lại như này, chữ này là phải như này. Đây đấy, bỏ cái này ra này, thay cái này vào này. Nếu mà tìm thấy này nhá, hủ lại là thì thế này, còn nó không thấy thì như thế này. Đấy, ta phải sửa lại để mà chính xác này. Đây nhé, đấy, nếu mà thấy thì ta chuyển, ta tăng ca lên ra khỏi cái vùng mà để cho lần để tìm tiếp theo nó không bị trùng không bị trùng lên nhau. Đây là tìm chúng không trùng nhau mà. Và nếu không thấy, nếu KQ bằng 0 không thấy thì ta sẽ chuyển sang bài 1 nhé. Bài này chúng ta kiểm tra xem là nó trùng nhau là phải mấy lần nhỉ, nó trùng nhau là phải kiểm tra nào. Ô lại không tìm thấy à, vì ta chưa sửa cái này. Đây nhé, chỗ này là không phải thế này nhé, là if KQ bằng 0 thì là mới không tìm thấy, đúng không? Đây sửa nhé, không tìm thấy. Còn nếu mà có tìm thấy B lặp trong A số lần là đấy, là chính là không phải là chính là KQ. Ta sửa lại như này nhé, chính là KQ. Nhưng mà B KQ bằng 0 thì là không thấy, còn lớn không thì là tìm thấy. Đây kiểm tra lại nhé, 4 lần như này, kiểm tra đúng 4 lần nhé. Kiểm tra này, A này, B này, B là 1, 2, đúng lần đúng nhé. 1, 2 này, 1, 2 lần này, 3 lần này, và 4 lần, đúng. Ta sửa thầy sửa đây, nên là 1, 2 nữa đây nhé. Thì nó sẽ phải là 5 lần. Kiểm tra này. À, vẫn 4 nữa. 1, 2. Lại này, 1, 2 này, 2 lần này, 3 lần này, 4 lần này. Nó đã sửa đây đâu, là 2. Rồi, bây giờ nó mới là 5 này, 5 lần này. Đấy, 5 lần. Cái này chính xác hoàn toàn này nhé. Đấy, đó là bài tìm kiếm số 2 nhé. Là chúng ta tìm kiếm xem là một cái dãy B lập trong cái thầy lập bao nhiêu thầy lần? Cho em sao cho em coi dãy số B thầy, em chưa coi. Cô lại cái gì cơ, dãy B à? Dạ coi dãy số B, số trong dãy số B. B này, B là 1, 2 nhá. Dạ với dãy số A này thầy. A đây. À, có 14 số đây nhá. Yeah. Yeah, okay. Cho em xem cái câu lệnh của bạn kia được không ạ? Bạn nào? Dani này gì? Dani đây này. Dani đơn giản mà. Cái bài này này, bài này là ta chỉ cần một biến cái kết quả thôi, biến kết quả là đếm xem là trong dãy mà trong B nằm trong dãy A bao nhiêu lần mà không trùng lên nhau. Bây giờ nhìn thấy là không trồng lên nhau, còn trồng lên nhau là khác nhé, còn trồng lên nhau thì bài là làm một bài toán khác thì làm ngay bây giờ, còn đây là không trồng lên nhau
được chưa? Đây nhắc lại cái đề toán đây 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 này, giống nãy thôi, chỉ khác là gì? Chúng ta dùng một biến lực AQ thôi, bằng không mà lặp từ đầu cho đến cuối luôn, để đầu cho đến cuối luôn. Và nếu mà tại vị trí K mà trùng thì ta đặt siêu để trùng thì ta chuyên K quy bay 1, tăng K quy lên 1 và chuyên K bay lên B để cho K nó nhảy lên, nó nhảy lên phía trước là B bước, là len của B bước và nó không bị trùng nhau. Còn nếu không ta chuyên K bay 1 nhé. Đó, thì đây là bài số 2. Vì thầy ghi lại CVS sang cái bài hôm nay là bài số 2, là tìm dãy con dạng dạng 2 nhé, dạng 2. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp sang dạng 3. Và các bạn thầy muốn cho các bạn thấy nó có 3 dạng, 3 cách tìm kiếm khác nhau. Đây là dạng 2. Các bạn đã hiểu chưa? Nhé. Vì dạng 3. Dạng 3 gì? Dạng 3 là tìm kiếm B nằm trong A nhưng mà cho phép là chồng lên nhau, đè lên nhau. Nghe này. Ví dụ, lấy ví dụ này để cho bạn xem là nó trùng nhau như thế nào nhé. Đây này, đây nhé, ví dụ nhé, 1 này, 2 này, 3 này và 1, 2, 1 này, 2 này, 1 này, 3 này, 4 này, 1 này, 2 này, 1 này, 2, 2 này, 1 này, 2 này, 1 này, đấy. Thì đây này, bây giờ là 1, 2. Thầy xóa đi với lại này. Thầy sửa lại mà. Sửa lại để thầy kiểm tra cho chính xác thôi, đúng không? Đây nhé. Đây này, 1, 2, 1 này. Thì đây nhé, 1, 2, 1 là có B này. Lần thứ hai là 1, 2, 1. Thì lần thứ hai này là trùng nhau, nó đè lên cái phần trước, nó đè lên phần tử số 1. Như vậy là 1, 2, 3 là cái chỉ số là trùng với B, như 3 4 5 là trùng nữa thì vẫn tính, vì là cho phép tìm kiếm trùng lên nhau. Đó, như vậy chỗ này là 1 2 1 là một lần. Đúng không? Đây là một lần nữa là hai lần này. Ở đây 1 2 1 là một lần nữa này. 3 này 1 2 1 là một lần nữa này. Và 1 2 1 là một lần nữa, như vậy thì 3 lần tổng cộng lần là 5 lần. Vậy với dữ liệu này thì ta thấy là cái B nằm ở trong A và trùng nhau là 5 lần. Đây thầy, thầy xin hỏi là thế nào để tả ra một dãy ngẫu nhiên về thầy? Ngẫu nhiên ta sinh ra sao thì ta thử như vậy này nhé. Không trùng nhau này, không trùng nhau thì là 3 lần thôi. Thế có làm vương dưa đẹp chứ? Thầy vậy có vậy nhân vật học sinh sẽ tả ra một dãy số ngẫu nhiên hả thầy? Bài này á? Hay là bài nào? Cái bài này đấy ạ. Ông bài này là chúng ta nhập trước từ bàn phím rồi. Từ bài này là cho trước dãy A và B. Mà giáo viên sẽ là người cho này. Cho trước rồi. Học sinh sẽ là người làm bài thôi. Chẳng qua chỉ là cái việc mà cảm tạo ra cái giao tiếp thì mà để mà làm bản chất của nó là một thuật toán. Thuật toán là gì? Là cho trước A và B. Dãy A và B và tìm là số đơn lập của B trong A. Thì cái bài ta đang làm số 2 trên màn hình này là tìm kiếm số đơn lập của A và B trong A mà không trùng lên nhau, không trùng nhau nhé. Đó là bài này không trùng nhau là 3 lần. Như vẫn bài này chúng ta sẽ làm ngay bây giờ là trùng lên nhau thì là mấy lần, trùng lên nhau sẽ là 5 lần. Làm thử nhé. Đây bây giờ ta sửa một ký ra ngay thôi. Bây giờ thầy tạo ra một thủ tục thứ 3 để tìm kiếm 1 này, để tìm kiếm 2 này. Mình thầy tạo ra một tục mới là tìm kiếm 3. Ta để bác cạnh nhau để ta nhìn dễ nhé. Tìm kiếm 3. Tìm kiếm 3. Thì tìm kiếm 3 là nó giống tìm kiếm 2. Nó chỉ khác là gì? Chỉ khác là tìm kiếm là cho phép chồng lên nhau. Chồng lên nhau. Thầy đã cho một cái comment vào đây nhé. Để dễ nhìn nhé. Tìm kiếm B. Tìm kiếm số lần B trong A mà cho phép
cho phép là chồng lên nhau, chồng lên, tức là không được trùng khít nhau nhưng mà lệch nhau là được, cho phép như vậy. Để thầy cho bạn xem cái bài của chúng ta nhé, bài này bài như vậy, bạn cho làm thế này, mình là A này, đây là B nhé, hai ba một một là một hai một trùng nhau này, lại một hai một nữa trùng nhau này, thì cái một hai một này và một hai một sau là trùng lên nhau, trùng lên nhau ở vị trí số 3. Một nhá, một trùng này đó là hai lần, đây là một hai một ba lần, một hai một bốn lần, và cuối cùng nữa đây là một là năm lần. Như vậy là số lần mà B mà nằm trong A mà không trùng nhau là 3 lần, còn trùng nhau là 5 lần. Cho làm thử nhé. Số thầy ơi, thầy ơi, ta coi dạy số A với B lại thầy, quên luôn rồi. Đây A đây, nhìn kỹ chưa? Đây A đây này, A đây nhé. Dạ. Nhé, A đây này. Hello, 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 hello. Làm cái bài này nhá. Cách làm là giống cái bài số 2 này, chỉ khác một chỗ thôi. Các bạn để thầy copy sang này. Vẫn là cái tên. Kết quả là số lần tìm thấy, đúng không? Nhưng bây giờ nó chưa khác. Ai cô ơi, các bạn ổn quá. Nào, người ta làm lại nhé. Kiểm tra lại, người thầy cắt cái này đi này. Cắt cái này đi để sau này sẽ dùng lại nhé. Cắt đi. Vào đây nhé, đây này. Ba hát thì tìm cái này. Thì nó chỗ nào, nó chỉ khác nhau chỗ này thế này nhé. Nó chỉ khác nhau là chúng ta sẽ không có lệnh này nữa, không có lệnh là trên ca bay len B nữa, vì là cho phép nó tìm liên tục, thì chúng ta bỏ cái này đi. Bây giờ sửa như sau nhé. Ta sửa như sau này. Đây. Ta sửa như sau. Chỉ một lệnh này thôi này. Nếu mà C OK bằng 1 thì trên KQ bay 1, đúng rồi. Và ta luôn là làm cái này. Đó. Không có cái lệnh này nữa, ta luôn là trên K bay 1, là cho phép là mỗi lần mà tìm thấy ta chuyển K sang 1 phần tử thôi. Và như vậy cái tìm kiếm tiếp tục là tìm kiếm là ở vị trí K bằng 1 là K bằng 2, K 3, K 4 liên tục như vậy. Và cho phép là B nó chồng với nhau là ta chỉ việc chuyển sang K sang 1 đơn vị thôi. Vậy là lỗi là ta chuyển sang tìm thấy thì ta chuyển K là từ này đơn vị, chuyển sang từ này cái phần tử của A, và như vậy là B nó không trùng nhau. Còn bây giờ chúng ta bỏ đi và còn một cái này thôi, này làm lại nhé, rất đơn giản thôi. Cho K chạy từ 1 này đến vị trí này, và K luôn luôn chạy từ 1 trở đi, chuyển động K bằng chạy ở 1, 2, 3, 4, 5, 6 chuyển hết dãy, K không chuyển nhiều, chuyển từng bước một thôi, và mỗi bước như vậy chúng ta kiểm tra xem là cái phần tử thứ K đó là bắt đầu của dãy B hay không. Nếu có, tăng KQ lên một đơn vị. Đấy. Với bài này chúng ta sửa như sau, chúng ta để sang bên, chúng ta bỏ cái này ra, ta để sang bên này và ta kéo cái tìm kiếm 3 sang. Đấy. Còn ý nghĩa của KQ đều vẫn thế. Cho nên là cái cậu này vẫn lập trình không thay đổi, vẫn thế. Số lần lập trong là mà cho phép là chồng lên nhau. Để chúng ta kiểm tra nhé. Kiểm tra. Đây. Đó, cái thằng này là chồng nhau thì ở đây đúng không? Còn đây là được phép chồng lên nhau ở đây. Ta kiểm tra thêm bao nhiêu lần nhé. 50 đúng này, 5 lần đúng rồi này, đấy, có thêm. Cái bài vẫn là dữ liệu này, nếu mà tìm kiếm 2 thì sẽ là số lần lập của B trong A là 3 lần, và tìm kiếm 3 sẽ là 5 lần, tức là B nó có thể các phân chủ lo tìm được cái nó quả chồng lên nhau nhé. Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Thế như vậy cái bà ta vừa mới thấy vừa làm xong bài số 3 nữa thì ta thấy là ta có 3 cái bài tìm kiếm. Bây giờ sẽ là 3.
mà được chưa? Đó, thấy nó khó không nào? Nó khó chứ không dễ đâu nhé. Thầy ơi, mấy cái bài này thầy lâu xong gửi lên phòng chat cho. Ok, thầy sẽ gửi lên lớp cho cả lớp xem nhé. Cái bài này, cái bài này rất là cần thiết thực tế này. Các bạn nhớ là năm ngoái nó có một cái bài gì, năm ngoái nó có một cái đề là cái đề thi chung kết năm ngoái đấy, là cái đề mà chúng ta khi chúng ta cho các cái chữ rơi xuống ấy, thì trong cái cột này này là tìm kiếm sẽ có một cái chữ đó là có một từ cho trước không, thì ta kiểm tra trong dãy số, dãy các chữ cái ở trong một cái cột này này, xem có cái chữ cái nào mà có hai ba chữ cái nó trùng từ cho trước không, thì chính là cái bài này, chính là bài tìm kiếm này. Nhưng mà các bài tìm kiếm này là có rất nhiều trong thực tế, chúng ta phải chú ý nhé. Nếu chúng ta có ba cái lời giải khác nhau, tự nhau thôi. Tìm kiếm một là tìm ra một vị trí của B thôi, nó chỉ ra cái vị trí cụ thể của B là ở đâu trong dãy A. Còn tìm kiếm hai là chỉ ra là số lần lặp của B trong A nhưng mà không trùng nhau, không trùng với nhau, là nó rời rời nhau như này. Ba. Tìm hai, còn tìm kiếm ba là tìm số lần lặp của B trong A nhưng mà được phép là trùng với nhau. Đó, các bạn chú ý nhé. Đây thì đó là cái bài mà thầy muốn cho các bạn xem. Hôm nay rất tiếc với các bạn là hôm nay thầy bị mất thời gian quá, mà cái bài kia là lỗi là thầy cứ tìm kiếm lỗi ở cái bài này. Cứ tìm kiếm là lỗi ở cái lệnh file này, mà không phải. Mà lỗi là ngay ở đây. Ngay ở chỗ này. Là chỗ này là K lớn là len của A trừ B cộng 1 mới đúng. Đấy, như vậy ngồi mồm lúc mới ra là cái lỗi đấy. Đấy, các bạn thấy không nào? Chứ khi lập trình là phải rất cẩn thận, phải rất là chú ý. Hôm nay thầy cũng do thầy làm, thầy không chuẩn bị trước mà thầy chỉ nhớ giáo toán thôi, mà thầy đưa cho bạn xem mà thầy cũng bị sai đấy, là phải nghĩ mãi mới ra được cái chỗ sai. Mà để các bạn thấy là cái quy trình mà chúng ta gọi là, nó gọi là gì, nó gọi trong tin học nó gọi là cái quy trình, nó gọi là tìm kiếm gỡ lỗi, tìm lỗi, thấy nó không đúng thì phải tìm kiếm lỗi, mà cái người ta phải mày mò các dữ liệu, mày mò các lệnh sao cho nó thấy nó tìm ra lỗi là thì đúng, thì bản thân mình sửa được. Nhưng mà giờ chúng ta thấy là chúng ta sửa một chút thôi, là sửa chỗ này này, sai chỗ này thôi là đúng lập tức rồi nhé. Được rồi, bây giờ ta làm tiếp hay ta nghỉ nhỉ? Thầy bây giờ thầy muốn có một cái bài tập nữa, nhưng mà có lẽ là bài tập này còn khó nữa các bạn ạ. Nhưng thầy không muốn, thầy có lẽ thì lùi lại sang buổi sau đi. Chúng ta tức là bây giờ thầy muốn bắt đầu, thầy cho một cái bài tập như này, thầy cho trước cho các bạn xem nhé. Bài này khó hơn nhiều, bài này theo thầy là khó hơn nhiều, nhưng mà vì giải nó dài lắm, nhưng thầy không thể bìa giải thì phải để một tiếng đồng hồ nữa, phải nửa tiếng nữa mới xong thì không thì muộn quá. Nhưng mà các bạn nghĩ bây giờ như này nhé, thầy nói trước cái đề bài nhé, là cho trước một cái dãy A cho trước bất kỳ, bây giờ cần chỉ ra một dãy con mà liền nhau là nó là đơn biết điều tăng ở trong đó, mà với điều kiện là cái độ dài của nó phải là maximum. Đó, cái bài này là mà tôi yêu, là tìm kiếm một dãy con maximum là đơn điệu tăng ở trong dãy A cho trước. Thì cái bài này là cái bài rất là hay, một cái bài mà rất là phù hợp với, mà nó cũng đơn giản đấy là dễ hiểu thôi, phù hợp với học sinh tiểu học, nhưng mà là một bài hay và bài khó. Thì cái bài đó là dùng rất nhiều trong các cái trò chơi. Ví dụ các bạn thấy trong cái trò chơi ví dụ ở trong cái trò chơi khi chúng ta mô tả cái trò chơi, ví dụ trò chơi là đánh tinh cờ caro chẳng hạn, thì khi chúng ta cái gõ số 0 hoặc số cộng vào các cái lưới nhé, thì phần mềm nó phải tìm kiếm ra một cái dãy liên tục các cái cộng trừ đó vào maximum. Đấy, tức là tìm một dãy con nào đó mà có độ dài là maximum ở trong một dãy A cho trước. Hello, em chào thầy, em về đây. Thế thôi nhé, chúng ta đi ở đây nhé. Em đi về. Thầy ơi, thầy, bài em bị lỗi một chút, thầy gửi ba cái bài này lên phòng chat. Mình sẽ gửi, không, mà thầy sẽ gửi lên trên này nhé, thầy sẽ gửi ở trên chat của chúng ta nhé. Chúng ta nghỉ nhá. Rồi. Xin chào thầy.